Loan xin chào ngày mới tất cả mọi người, chúc mọi người có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Củ chuối là một món ăn vặt gắn liền với tuổi thơ quê hương. Trẻ em ở quê chắc chắn ai cũng biết. Bây giờ xin mời tất cả mọi người theo chân mẹ mình, xem mẹ mình đào và nấu củ chuối như thế nào ha. Mời mọi người. Đi với mấy con chó chạy theo. Cánh đùi luôn. Mấy con chó nó thích chạy theo mình ra vườn lắm mọi người. Các bạn, giới thiệu cho các bạn biết nè, cái cây này là cây củ chuối. Củ chuối từ nào tới giờ, củ chuối mình nấu cái củ ăn nè các bạn. Chỉ mình nấu cái củ, nấu rau mình luộc mình ăn thôi, chứ không có làm cái gì cho rau. Ngon, ăn nó ngon rất là tuyệt vời. Tôi giới thiệu cho các bạn biết nè, hầu nó còn nhỏ nè, là cái bông nó trổ lên, đến khi mà nó già rồi cái bông nó tàn vậy nè các bạn. Đó, giới thiệu cho các bạn biết đó, rồi mới mốt các bạn có gặp cái củ này nè, các bạn mua về các bạn nấu luộc ăn thử là ngon lắm. Đó, tôi có nhiêu đó là tôi giới thiệu cho các bạn biết, là mốt có cái củ nào ngon hay hơn nữa là tôi cũng giới thiệu cho các bạn biết. Nó lên con nè các bạn nè, đó nè, trồng nó lên con, mình đào có lên ê nha nè, rồi củ ngon dữ lắm, đẹp lắm nè. Các bạn coi nè, nó như cái bông nó tàn già rồi nè, bông này nó mới lên nè, đó, thấy không, các bạn thấy không, đẹp không, củ ngon lắm các bạn ơi. Để lát nữa mình nấu, mình đào mình nấu lên đó, rồi ăn cho các bạn ăn thử nha. Giờ mình đi vô nhà, mình lấy cuốc, vô ra mình đào về, giờ vô mình nấu ăn đó các bạn, ngon lắm các bạn ơi, nè. Đây là ba của mình đó mọi người. Nhóc nhỏ nó chạy ra phía trước chơi, ba mình sợ nó té nên đi theo nó. Còn bé xíu vậy chứ mà nghịch lắm nha. Mỗi khi giữ nó chạy theo muốn hụt hơi luôn đó mọi người. Mình đó, mình đào ba bụi được như này nè. Ba bụi được như này nè, các bạn thấy không? Củ bự rồi, được tuyệt vời không? Đó, giờ rửa đừng lặt rễ đừng luộc nè. Đó, luộc lắm nữa mà các bạn ăn nha. Các bạn ăn với mình nha không? Đó, đổ mưa cái mình trồng cái tới tới tháng 10, tháng 11 là ăn. Chứ để nó già quá cũng không có ngon. Đây cỡ mấy ký má? Hả? Đây cỡ mấy ký? Là ba bụi nè được chục ký đó. Này cũng nhiều ghê. Mà ba bụi nhỏ đó nha, được chục ký á. Mình trồng xuống rồi nó đâm chầu nó ra củ á, là cái củ ra vậy nè ha. Thì các bạn biết nè nè, củ này á ăn được nè. Còn củ này nè là nó già quá nè, củ này cũng như thuộc về cái củ cụ á, củ già mình hồi đó mình trồng á, rồi nó này nó già quá rồi cái nè. Thì các bạn biết là sắc vậy nè, nó trong veo vậy nè, là nấu á, nấu nó không ăn không có ngon. Nấu nó ăn rạo đâu nó không có ngọt, không có xốp ngon. Củ này nè nấu mới xốp nè, mới ngon nè. Người nào không biết mới nấu luôn củ đó, chứ còn mình ăn thường là mình biết. Mình ăn mấy củ vậy nè, nó giờ lặt rễ vậy á, rồi rửa sạch cái nấu. Củ chuối này rất là nhiều rễ, mình với mẹ ngồi cắt sạch rễ sau đó mới rửa nghe mọi người. Những cái lu này mẹ mình dùng để đựng nước mưa. Người ở quê chắc hẳn ai cũng biết. Nó rất là bền chắc và nó tồn tại ở gia đình mình rất là lâu rồi nha mọi người. Đổ vô mấy cái này nè, đừng cho nó tốt. Nè, cái cây ấy là nay ra bông rồi đó, thấy không? Cây xin rồng đó ra ra nhánh rồi đó.
Đây là đất và rễ của củ chuối. Lúc nãy mẹ và mình vừa cắt xong. Bây giờ mẹ mang ra bỏ vào gốc cây lá bạn để cho cây lá bạn phát triển tốt. Mình thích cái cảnh bình dị ở quê hương và có những chú chó luôn gắn liền với cuộc sống của mình. Củ chuối sau khi lặt rễ xong, mình ngâm vào nước như thế này để cái phần đất còn lại bám trên củ chuối á, nó rã ra, mình rửa rất là dễ. Mình tranh thủ rửa củ chuối phụ mẹ để luộc. Trời bây giờ thì cũng đã xế chiều rồi. Hai mẹ con hì hục từ hồi trưa đến bây giờ luôn á. Mình nhớ lúc nhỏ khi mới vừa ngủ trưa dậy, nhìn lên cái bàn thì có ngay một đĩa củ chuối luộc mẹ mình đã chuẩn bị sẵn cho mình. Cảm thấy rất là thích luôn. Mọi người nhìn thấy em chó dễ thương chưa? Em ấy cũng muốn tham gia vào để rửa củ chuối nữa kìa. Củ chuối là một loại củ có rất là nhiều con hẻm nha mọi người. Cho nên cái khâu rửa mình phải thật tỉ mỉ ha. Mọi người nhìn thấy mẹ mình lấy cái dao ngoáy 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 không? Ngoáy vào trong cho cát nó ra cho sạch đó mọi người. Hai mẹ con rửa xong cái thau của chuối này đau cả lưng luôn á. Mẹ mình kỹ lắm mọi người. Cái củ chuối lúc đầu nó đen thùi lùi à. Mẹ mình rửa bây giờ nó trắng bông luôn. Củ chuối rửa xong, mẹ mình sắp xếp vào nồi cho có trật tự, sau đó đổ nước vào và mang đi nấu ha. Cái nồi này hơi nhỏ nên mẹ mình chỉ đổ nước lấp sắp mặt củ. Mẹ mình sẽ bỏ vào nồi củ chuối một ít muối hột. Để lát nữa củ chuối chín á, nó sẽ có cái vị mặn mặn. Nó tăng thêm phần hấp dẫn á mọi người. Mẹ mình sẽ đậy thật chặt nắp vuông để quá trình nấu được kín hơi, củ sẽ rất là nhanh chín. Đây là cái nhà nấu củi huyền thoại của mẹ mình á mọi người. Mỗi khi mẹ mình muốn nấu cơm củi hoặc là một cái món gì đó bằng củi thì mẹ mình có thể ra đây nấu một cách rất là dễ dàng và tiện lợi. Và lại ở quê, củi nó rất là dễ tìm. Ra vườn, mình tìm những cây củi khô á, mình vào đây mình nấu cũng được á mọi người, rất là tiện lợi luôn. Cái chỗ này lúc trước á, mình có quay video, mình làm cái clip cá nướng á mọi người, mình cũng làm ở đây. Cái nhà củi này nằm riêng biệt, cho nên mình cứ nấu nướng thoải mái, mình không sợ khói bám ở đâu hết nha mọi người. Xung quanh thì ba mình làm bằng tôn, cho nên rất là tiện lợi và mát mẻ luôn. Lúc nãy giờ mẹ mình nấu cái nồi củ chuối này được khoảng nửa tiếng rồi mọi người. Mình thấy nó sôi bùng bục và nãy giờ mình ra mình dở ra thử, mình thấy nó đổi màu. Mình nghĩ là chắc có lẽ là nó sắp chín rồi mọi người. Nhưng chờ mẹ mình kiểm tra chính thức. Tại vì mình cũng không có rành, mình sợ nó còn sống á. Mẹ mình hay nấu cái này cho mình ăn, cho nên cần phải có mẹ mình kiểm mình mới tin.
Mẹ mình kiểm tra củ trong nồi bằng cách dùng cái nắp dung đè lên cái củ. Nếu mà cái củ nó mềm thì nó đã chín. Củ chuối thì cũng đã chín. Bây giờ mẹ mình vớt ra để ráo nước một lát mình dùng nha mọi người. Trời thì cũng đã ngả chiều. Mẹ và mình nấu nồi củ này từ lúc trưa đến giờ luôn á. Cuộc sống của những em chó rất là ung dung. Tụi nó rất là thích theo mình mỗi khi mình về quê á mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Cái vị củ chuối khi ăn vào vừa xốp lại vừa bùi, làm cho tôi rất là nhớ ngày xưa luôn. Bởi vì lúc nhỏ mẹ tôi hay nấu món này cho tôi ăn. Nếu mọi người thấy video của mình có hữu ích trong cuộc sống thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách chia sẻ rộng rãi video cho tất cả mọi người cùng xem. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video lần sau.